mùa thi đang đến gần rồi và các em đã sẵn sàng để đạt được nguyện vọng của mình chưa? Có thể nhiều em vẫn còn hoang mang chưa biết ôn luyện thế nào là hiệu quả. Thì giờ đây đã có phòng luyện HM10 gồm các môn Toán, Lý, Hóa, Văn, Sinh, Anh, Sử, Địa và Giáo dục Công dân, giúp các em hệ thống lại kiến thức, luyện nhiều dạng đề để sẵn sàng cho kỳ thi đầy cam go sắp tới. Đến với phòng luyện vào 10, các em sẽ được cọ sát đề thi, luyện tập, làm quen với đề thi vào 10 của các tỉnh thành, trang bị và rèn luyện cách làm đề, phương pháp giải các dạng bài có trong đề thi, bổ sung những kỹ năng cần thiết trong quá trình làm bài như kỹ năng kiểm soát thời gian, kỹ năng nhận biết dạng bài. Tại phòng luyện HM10, các em sẽ được luyện tập hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và tự luận theo từng chuyên đề, các đề thi thử trung học phổ thông. Các câu hỏi đều có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết. Wow, thật tuyệt vời phải không nào? Tham gia ngay hôm nay để trải nghiệm và ôn luyện tăng tốc cho các kỳ thi ở trường, lớp nhé! Chúc các em